Hello mấy cưng. Hello. Ok. Ôi. Vì ăn quá nhiều điểm à. Good job. Ok và hello anh em. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Ezzy đây. Tiếp tục với series đó chính là Evil War nha anh em. Tự nhiên có thằng nó lướt qua mình em ạ. Ai vãi đạn. Xì, vãi đạn luôn. Tôi còn chưa kịp ăn kinh nghiệm luôn. Ui tôi còn với level 1 ạ. Thảo nào. Tôi không thể nào mà ăn được cái gì từ lúc nãy giờ luôn. Không thể di chuyển nhanh được anh em. Ai thích chịu được. Nhìn lao cái nhanh. Lao nhanh quá bạn ơi. Cho mình hết cái đấy rồi. Chúng ta cần tiến tới cái chỗ kia để mình ăn thôi. Kiếm set đã. Kiếm set để ăn mấy con to đó anh em. Rồi, có cả set, có cả ấy rồi anh em ơi. Này là quá hợp lý rồi. Thì ăn con top 1 ha. Tiến tới con boss nào. Úi giời, kinh nghiệm nhiều. Oh my god. Ôi chúng ta để Việt Ki à. Thật là ấn mãi không được à. Hải vãi đạn. Ok bạn ơi. Từ mình chỉnh cái mic lại nha. Cho nó chuẩn tí. Có vẻ chưa được ổn lắm. Không vào luôn. Ok. Rồi anh em ơi, tôi có một con này. Một con khá to. Chẳng to lắm nó bình thường. Công ăn. Ok bạn ơi. Ui con cua kìa anh em. Không vào luôn. Kêu con boss kìa anh em. Rồi. Tôi đang tiến lại gần. Boss nó ở đâu nhỉ? Con boss nó ở đâu ta? Có một con nó ở đâu đó quanh đây này anh em. Tôi đang tìm để đập nó. Lên búa thần tho rồi ha. Đập tí. Tranh thủ đập tí anh em. Sợ quá. Nó quẳng luôn. Lấy luôn mấy cái này đã. Lấy luôn mấy cái này để nhìn xa trông rộng hơn đấy anh em. Rồi. Nice. Không có ấy nhỉ. Không có set nhỉ. Tôi mất top rồi này. Ây da. Đau ghê. Không sao anh em ơi, có rất là nhiều set ở xung quanh đây. Từ từ á, bình tĩnh thôi, không phải vội. Và tiếp cận. Ôi giời, mẹ. Đang định vào ăn thì nó lại đến. Rồi, ok, let's go, lại có set này. Set anh em ơi. Set này. Rồi. Hãy để tôi ăn hết mấy đấy cho. Người thì là nhanh lắm. Cầm một cái set đi cho nó đỡ bị ấy anh em ạ. Đỡ lo. Nó lao vào liên tục này thì quẳng thôi. My god. Rồi. Bốn cái lửa luôn anh em ạ. Vãi cả đạn luôn. Hẳn là bốn cái lửa luôn. Thật là đáng sợ luôn. Bốn cái lửa. Bốn cái lửa thì chơi bời gì. Yeah. Từ từ. Thì phải quá vội. Có ấy nhá anh em. Có khiêng nhá. Ba cái khiêng ở đây luôn. Ok boy. Nhiều khiêng lắm. Dưới này nhiều khiêng lắm anh em. Oh my god. Oh my god. No. Sắp hết rồi đấy. Mẹ. Đuổi cái nồi gì vậy. Mình vẫn top 1 thôi nhưng mà mình để ý kỹ vào nó tí à. Nó ăn được khoảng 3 hay 4 cái khiêng anh em ạ. Rất là kinh khủng.
xuyên qua đây có ai không? Không có khiêng, à không có set nhỉ, không set từ từ thôi anh em. Set thì cứ từ từ thôi, không có phải vội. Set thì cứ bình tĩnh. Ok, một bé, bản điểm số. Rồi, nice. Tôi đang hạ bọn ở bên ngoài này. Lửa. Lửa thì không cần lắm nhỉ. Lửa thì đúng không cần. Lửa không cần lắm thật luôn. Oh my god. My god. My god. Tôi mất top à? Tôi mất top 1 luôn rồi anh em. Tĩnh này anh em ơi. Đang di chuyển. Đây rồi, kiếm được con. Không tệ lắm. Không phải bịt, không phải ấy. Setcheru. Ok. Có một con top ở dưới kia anh em ơi. Hai con top luôn, không phải là một con mà hai con luôn. Có nhà đang tìm cái này mà khó. Không có set luôn. Chỗ này không có set luôn để mà đánh luôn. Nó không có set để mà đập luôn anh em ạ. Khó thật sự luôn. Phải đông ấy nhở. Phải đông thật sự luôn anh em. Tôi vẫn cố gắng bám đuổi. Con kia nó vẫn đang đứng ở chỗ này này. Thế mới sợ. Thế mới đang sợ chứ nhờ. Nhưng mà không đọc con đấy thì Duelist Bandar. Kẹt cái đấy. Đấy. Kiếm được quả khiêng thì ngon nhỉ. Kiếm được quả khiêng thì đúng là hết nước chấm luôn. Chúng ta vẫn đang bám đuổi được anh em ạ. Hạ được cái thằng top 1 thì chúng ta sẽ lên được. Tôi lên được rồi anh em. Nice. Cái kia chết đúng không? Cái kia bị quảng đúng không? Cái thủ kia chém thêm để kiếm thêm nữa. Đúng rồi. Ok, let's go. Ui, đồng thế. Đồng thế anh em. Khiêng anh em. Khiêng. No. See game. Thịt con này trước. Đúng rồi. Thì con trên anh em. Ui, đứng đâu ra ấy. Tự nhiên đâu ra vậy. Đây rồi, lại có khiêng rồi. Đây rồi, nice. Hay quá. Đây rồi. Nó còn một cái set nữa cơ mà. Không phải xoắn đâu. Còn một cái set nữa cơ mà. Không phải xoắn đâu anh em. Cứ bình tĩnh thôi. Đấy rồi. Còn set nữa cơ mà. Fan ôm máy chuối. Ok. Đấy rồi. Chém bố mày nhờn. Đấy rồi. Ok. Ôi, mẹ, cái thằng ăn cờ nâu nó đập chết anh em ạ. Nhưng mà chúng ta vẫn nhất thôi. Điểm số tôi quá cao sao mà lấy được, đúng không? Không ai có thể lấy được. Không ai có thể nào mà so được. Vẫn nhất thôi, phát cuối. Đấy, vẫn nhất thôi anh em. Vì ăn quá nhiều điểm à. Rồi, TTT Slayer không phải của mình. Nhưng mình là top 1, dù uổng vẫn top 1 anh em ạ. Đơn giản như đan rổ vậy. Khoảng phát cuối nó chỉ mất thêm một tí điểm thôi. 170,000 ruồng sản dưới 130,000 thôi. Tại vì điểm số nó quá cao. Lại thêm được một cái champion chest và hy vọng mở ra thêm một cái món đồ gì đó xịn. Legendary! Đâu rồi? Oh my god! Trời ơi! Toàn đồ, đúng đồ vậy. Đều nhất quả đất anh em ạ. Không có gì đều hơn với cái đồ này. Trời, chán. Quá chán. Ok, xin chào lại anh em trong tập kế tiếp. Bye bye.